các bài ca môn đoàn biểu diễn toàn đoàn đã khép lại chương trình tham gia cuộc thi lần này đến từ đơn vị Nam Đông. Một lần nữa xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý ban giám khảo cùng toàn thể hội diễn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, và chúc hội thi chúng ta thành công tốt đẹp.